Chào các bạn, rất vui được giao lưu và chia sẻ với các bạn qua tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị của nhà văn Bồ Tùng Linh. Đây là một tác phẩm văn học đặc sắc của Trung Quốc. Bây giờ xin mời các bạn hãy lắng nghe và cảm nhận. Liêu Trai Chí Dị, chương 7, Anh Ninh. Vương Tử Phục, người La Điếm, huyện Cử, sớm mồ côi cha, thông tuệ rất mực. 14 tuổi đã vào học nhà phán. Mẹ hết đỗi cưng yêu, bình thường không cho đi chơi ra ngoài đồng ruộng. Đã hỏi con gái họ Tiêu, chưa cưới thì nàng mất. Vì thế việc nhân duyên vẫn chưa thành. Gặp Tiết Thượng Nguyên, có người con nhà cậu là chàng Ngô đến rủ đi chơi. Vừa ra đến đầu xóm thì có đầy tớ nhà cậu sang gọi Ngô về. Chàng thấy con gái đi chơi lũ lượt như mây, hứng lên cũng một mình ngao du. Có một cô gái dắt con hầu đi theo, tay cầm một cành hoa mai, nhan sắc tuyệt vời, nụ cười xinh tưởng có thể vốc được. Chàng nhìn đăm đăm đến nỗi quên cả giữ ý tứ. Cô gái đi vượt lên mấy bước, quay sang nón cả giữ. Người đâu mà mắt tròng trọc như giặc. Rồi bỏ cành hoa xuống đất, cười nói mà đi. Chàng nhặt cành hoa, buồn thiu, hồn phách siêu lạc đâu mất, lầm lũi quay về. Đến nhà đặt hoa dưới gối, gối đầu lên mà ngủ, không nói cũng không ăn. Mẹ đâm lo, đi cầu cúng thì bệnh càng nặng, da thịt gầy tóp. Thầy thuốc thăm bệnh, cắt cho thang phát tán, nhưng chàng cứ hốt hoảng như người mê. Mẹ dỗ dành hỏi nguyên do, chàng lặng thinh không đáp. Vừa lúc đó chàng Ngô đến, bà dặn nhỏ chàng hỏi dò riêng xem sao. Ngô vào trước giường, vừa nhìn thấy chàng đã chảy nước mắt. Ngô ghé sát bên giường an ủi, lân la gặng hỏi. Chàng bèn thổ lộ thực tình, lại nhờ lo toan hộ. Ngô cười đáp, anh cũng lại ngố rồi, ước muốn đó thì khó gì mà chẳng toại. Để đấy tôi hỏi dùm cho. Quốc bộ ở giữa đồng thì hẳn không phải là con nhà thế gia. Nếu chưa có đám nào thì việc xong là cái chắc. Bằng không, cứ liều vứt nhiều tiền ra thì toan tính gì cũng phải thành. Chỉ cần anh thuyên giảm, xong việc là ở tôi. Chàng nghe vậy bất giác nở nụ cười. Ngô trở ra bảo với bà mẹ, rồi để dò tìm làng ở của cô gái. Xong thăm hỏi đã cùng khắp, vẫn không dò ra tin tức. Mẹ lo lắm, chẳng biết tính thế nào. Nhưng từ sau khi Ngô về rồi thì sắc mặt con tự nhiên tươi tỉnh, ăn uống đã có phần khá hơn. Mấy hôm sau Ngô trở lại, chàng hỏi đã lo giúp đến đâu. Ngô vờ vịt nói, xong rồi, cứ tưởng người nào, hóa ra là con gái bà cô tôi, tức là vào hàng em con nhà dì với anh đấy, hiện vẫn còn đợi gả chồng. Dẫu họ hàng về đằng mẹ kết thông gia không tiện, nhưng cứ tình thực mà nói thì cũng chẳng có gì không xuôi. Chàng mừng rạng rỡ cả mặt mày hỏi Ngô, thế ở làng nào? Ngô thác rằng, ở trong núi về phía tây nam, cách đây ngoài 30 dặm. Chàng lại dặn dò nhờ cậy đến 5 lần 7 lượt. Ngô cũng sốt sắng tự xin đảm nhận, rồi lui gót. Từ đấy chàng ăn uống ngày một khá hơn, sức khỏe dần dần bình phục. Lật gối lên xem, hoa tuy khô nhưng vẫn chưa tàn héo hẳn. Mải mê cầm nắm, tưởng như còn thấy được người. Mãi sau lấy làm lạ sao Ngô không đến. Bèn viết giấy mời thì Ngô kiếm cớ chối từ không chịu đến. Chàng tức giận, buồn bã không vui. Mẹ lo bệnh con lại tái phát, vội bàn chuyện hôn nhân. Nhưng mới trao đổi sơ qua đã lắc đầu không chịu, chỉ ngày ngày ngóng đợi chàng Ngô. Cuối cùng tin tức về Ngô cũng bật, chàng càng thêm ức. Rồi bỗng vụt nghĩ rằng 30 dặm cũng chẳng lấy gì làm xa, hà tất phải ỷ lại vào người khác. Bèn giấu cành mai vào tay áo, tức mình cất bước ra đi, mà người nhà chẳng một ai hay. Lủi thủi quốc bộ một mình, không có ai để hỏi đường, chỉ nhắm mắt hướng núi nam đi tới. Được chừng hơn 30 dặm,
thấy núi mọc ngổn ngang, lô nhô chồng chất, xanh rợp tầng không, mát rượi da thịt. Vắng vẻ tịch mịch không một bóng người, chỉ có đường chim bay. Xa xa, trông xuống dưới khe núi trong chỗ cây cối tùm chằng chịt hoa nở từng đám dày, thấp thoáng như có một xóm nhỏ. Xuống núi vào trong xóm, thấy nhà cửa thưa thớt, toàn là nhà tranh, mà xem chừng lại rất thanh nhã. Một ngôi nhà hướng bắc, trước cửa buông đẳng tơ liễu, trong tường đạo hạnh lại càng sum xuê, chen lẫn với những khóm trúc vươn dài. Chim rừng kêu lách trách ở trong, chẳng cho là nơi vườn cảnh của ai, không dám đường đột bước vào. Quay nhìn phía đối diện với cánh cổng, thấy có hòn đá lớn trơn nhẵn sạch sẽ, bèn ngồi lên đó tạm nghỉ. Giây lát, nghe phía trong tường có tiếng một người con gái dài giọng gọi: "Tiểu Vinh." Tiếng nghe êm ái, nhỏ nhẹ. Đang chăm chú lắng nghe, thấy một cô gái từ phía đông rảo sang phía tây, tay cầm đóa hoa hạnh, cúi đầu cài lên mái tóc. Vừa ngẩng đầu lên trông thấy chàng, liền không cài nữa, mỉm cười cầm đóa hoa đi vào. Nhìn kỹ lại thì đúng là người mình đã gặp hôm trên đường đi chơi Tết Thượng Nguyên. Trong lòng mừng quýnh lên, chỉ nghĩ không lấy cớ gì mà vào được. Muốn gọi bằng cô em con gì, lại e từ thủa đến giờ không hề đi lại, nhỡ ra có nhầm lẫn chăng? Trong cửa không có một ai để hỏi, đành quẩn quanh hết ngồi lại đứng, từ sớm mãi đến tận trưa, đăm đăm trông ngóng, quên cả đói khát. Thỉnh thoảng thấy cô gái hé nửa mặt ra nhòm, tựa hồ lấy làm lạ sao mình vẫn không bỏ đi. Bỗng có một bà già chống gậy đi ra, hướng vào chàng mà hỏi: "Chàng trai ở đâu? Nghe như từ giờ thìn đã đến đây, ở mãi cho đến tận bây giờ, già cần gì?" Chàng vội đứng dậy vái chào, đáp rằng: "Định tìm thăm người bà con." Bà cụ ngẫy ngã nghe không rõ, chàng lại phải nói to lên, bèn hỏi: "Vậy chứ quý vị thân thích họ gì?" Chàng không sao trả lời được. Bà cười bảo: "Kỳ chưa, đến họ tên còn không biết thì biết bà con như thế nào mà tìm thăm. Tôi xem bộ cậu cũng chỉ là tay nghiện sách mà thôi. Chi bằng hãy theo tôi vào đây, lót lòng lưng cơm hẩm, nhà có chiếc giường con cũng ngả lưng được. Đợi sáng mai về hỏi lại cho biết họ gì, rồi đến tìm thăm cũng chưa muộn." Chàng đang lúc bụng đói muốn ăn, lại được vào đó lân la gần gũi người đẹp thì mừng quá, bèn theo bà già đi vào. Thấy trong cổng lối đi lát toàn đá trắng, hai bên đường hoa hồng từng cánh rụng trên thềm. Quanh co đi về phía tây, lại mở ra một cửa ngăn nữa, phên dậu giàn hoa lan đầy giữa sân. Cùng kính dẫn khách vào nhà, tường phấn sáng rỡ như lồng kính. Ngoài song, những cành hoa hải đường thò vào cả trong nhà. Đệm chiếu, ghế giường, không một thứ gì không bóng lộn, sạch sẽ. Vừa ngồi xuống đã thấy có bóng người từ ngoài cửa sổ thấp thoáng nhòm trộm. Bà cụ gọi: "Tiểu Vinh, khá làm cơm mau." Bên ngoài có tiếng dạ to của con hầu. "Ngồi đâu đấy rồi?" Bèn bày tỏ dòng dõi. Bà già hỏi: "Ông ngoại của cậu chẳng biết có phải họ Ngô không?" Đáp: "Thưa phải." Bà cụ kinh ngạc nói: "Thế thì cậu là cháu của ta, mẹ cậu là em gái ta. Mấy năm nay vì gia cảnh bần hàn lại không có chút con trai, nên việc thăm hỏi mới để đến thưa bẵng đi. Cháu đã khôn lớn thế này rồi mà vẫn không biết." Chàng đáp: "Lần này cháu đến đây là để hỏi thăm gì, mà trong khi vội vàng thành ra quên mất cả họ." Bà cụ đáp: "Già đây lấy về họ Trần, không sinh nở bận nào cả. Chỉ có một mụn con gái, cũng là con dì hai nó sinh ra. Mẹ nó đi bước nữa, để nó lại cho ta nuôi nấng. Kể cũng chẳng đến nỗi đần, chỉ hiềm ít được dạy dỗ, nên cứ cười cợt suốt, chẳng biết lo buồn gì cả. Chốc nữa sẽ bảo ra chào anh cho biết." Chẳng mấy lúc, con hầu đã dọn cơm lên, có món gà tơ đang độ béo. Bà cụ ngồi tiếp chàng,
Cơm xong rồi con hầu lại đến dọn đi. Bà bảo: gọi cô Ninh ra đây. Con hầu vâng lời đi vào. Lúc sau, nghe như ngoài cửa có tiếng cười, bà cụ lại gọi: anh Ninh, có người anh con gì mày ở đây đấy. Ngoài cửa, tiếng cười khúc khích vẫn không ngừng. Cô hầu đẩy cô gái vào, vẫn còn che miệng cười không nín được. Bà già trừng mắt bảo: nhà đường có khách mà cứ khúc kha khúc khích là cung cách gì thế. Cô gái nhịn cười đứng yên. Chàng vái chào. Bà cụ nói: đây là cậu Vương, anh con gì của mày. Người trong một nhà mà không biết nhau, thế mới đáng cười chứ. Chàng hỏi: em đây năm nay bao nhiêu tuổi? Bà già chưa nghe kịp, chàng bèn nhắc lại. Cô gái lại rũ ra cười, không ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa. Bà cụ bảo chàng: tôi vừa nói nó ít được dạy dỗ, giờ thì thấy rồi đấy. Tuổi đã 16 mà vẫn ngây dại như trẻ con. Chàng đáp: thua cháu một tuổi. Bà nói: cháu đã 17 rồi, thế chẳng hóa ra là tuổi Canh Ngọ, cầm tinh con ngựa ư? Chàng gật đầu thừa nhận, lại hỏi: thế vợ cháu là ai? Đáp rằng: vẫn ở không ạ. Bà bảo: tài mạo như cháu, sao 17 tuổi rồi còn chưa cưới vợ? Anh Ninh cũng chưa hứa gả về đâu, kể sánh với nhau thật xứng đôi, chỉ hiềm có chút họ hàng đằng mẹ. Chàng không đáp, mắt cứ nhìn dán vào anh Ninh, không còn rời đi đâu một chớp. Con hầu quay sang cô gái nói nhỏ rằng: vẫn còn mắt tròng trọc như giặc cấm không có thay đổi. Nàng lại cười to, ngoảnh lại bảo con hầu: ta đi xem bích đào nở chưa đi. Rồi vụt đứng ngay dậy, lấy tay áo che miệng, rón rén gót sen bước nhanh ra. Khỏi cửa rồi tiếng cười mới phá lên. Bà già cũng đứng dậy, gọi con hầu mang chăn chiếu để sắp đặt chỗ nghỉ cho chàng. Bà bảo: cháu một lần đến không phải dễ, hắng ở chơi dăm ba hôm thư thả rồi sẽ tiễn mày về. Nếu hiềm vì vắng vẻ và buồn chán thì sau nhà có mảnh vườn con, cũng đủ làm nơi tiêu khiển. Có cả sách nữa, cháu có thể đọc chơi. Hôm sau, chàng ra phía sau nhà, quả có thửa vườn chừng nửa mẫu, cỏ mịn như dải thảm, hoa dương rắc lấm tấm đầy lối đi. Ba gian nhà cỏ, cây và hoa vây phủ bốn chung quanh. Đang luôn trong hoa nhích từng bước, chợt nghe trên ngọn cây có tiếng khinh khích. Ngẩng lên nhìn, thì ra anh Ninh đang ở trên đó. Thấy chàng đến cười rũ lên muốn ngã. Chàng vội kêu: đừng thế, ngã đấy. Nàng vừa tụt xuống vừa cười, không sao nhịn được. Gần đến đất tuột tay ngã, tiếng cười mới tắt. Chàng đỡ dậy, ngầm chạm vào cổ tay, lại rũ ra cười, phải dựa vào thân cây, không sao bước được nữa. Một lúc lâu mới hết. Chờ cho ngớt cơn cười, chàng mới rút cành hoa trong tay áo ra xem. Cô gái cầm lấy nói: khô rồi, còn giữ làm gì? Phương đáp: đây là hoa em bỏ lại hôm Tết Thượng Nguyên nên mới giữ. Anh Ninh hỏi: giữ thế là có ý gì? Vương đáp: để tỏ rằng yêu thương nhau không quên được. Kể từ hôm Tết Thượng Nguyên được gặp, cứ tơ tưởng đến thành bệnh. Những tưởng phận mình đã hóa ra ma rồi, nào ngờ lại còn được thấy mặt. Xin hãy rủ lòng thương xót. Cô gái đáp: đấy là việc quá nhỏ mọn, chỗ họ thân nào có tiếc gì. Đợi hôm nào anh đi, các thứ hoa trong vườn sẽ gọi lão bộc đến, bày hẳn một ôm lớn đội theo tiễn anh. Chàng nói: em ngây đấy ư? Thế nào là ngây? Vương đáp: anh chẳng phải yêu hoa mà yêu người cầm hoa cơ. Nàng nói: tình thân họ hàng, yêu nhau còn phải nói gì? Chàng đáp: anh nói yêu chẳng phải là cái tình yêu họ hàng dây mơ dễ má, mà là tình yêu vợ chồng kia. Cô gái nói: có gì khác nhau sao? Vương đáp: đêm thì cùng chung chăn chung gối. Cô gái cúi đầu nghĩ ngợi dây lâu, nói:
em không quen ngủ với người lạ. Nói chưa dứt lời, con hầu đã rón rén đi đến. Chàng hoảng sợ vội lẩn đi. Lát sau cùng họp mặt ở chỗ bà mẹ. Mẹ hỏi đi đâu, cô gái đáp rằng ở trong vườn trò chuyện. Bà cụ hỏi, cơm đã chín lâu, còn gì dài lời mà con cà con kê mãi thế? Nàng đáp, anh cà muốn cùng con ngủ chung. Nói chưa hết câu, chàng đã cuống lên, vội đưa mắt lườm. Nàng mỉm cười ngừng ngay lại. May bà già không nghe rõ, còn phải lắng nhắng hỏi lại. Chàng vội đem chuyện khác lấp liếm đi. Nhân đó khẽ dỉ tai trách riêng nàng. Cô gái hỏi, thế chuyện ấy không nên nói à? Chàng đáp, đó là chuyện phải giấu người khác. Nàng bảo, giấu người khác chứ giấu mẹ già sao được? Và lại ngủ đâu là chuyện thường, việc gì phải kiêng không nói. Chàng bực vì nỗi ngố, không cách gì làm cho hiểu ra được. Ăn vừa xong thì gia nhân dắt hai con lừa đến tìm chàng. Số là bà mẹ đợi lâu không thấy con về, sinh nghi cho tìm kiếm hầu khắp mọi chỗ trong làng, cũng không thấy tăm hơi gì cả. Bèn đến hỏi Ngô. Ngô nhớ ra lời mình nói trước đây, liền bảo đến xóm núi Tây Nam mà tìm. Đi lần qua hết mấy hôm mới đến được đây. Chàng tình cờ ra cửa thì gặp nhau, bèn trở vào thưa bà già, lại xin được dẫn cô gái về cùng. Bà cụ mừng nói, ta vẫn có ý từ lâu rồi, hiềm vì tấm thân già yếu không thể đi xa được. Nay được cháu dẫn em nó về để nhận gì thì tốt quá. Bèn gọi anh Ninh. Ninh cười bước ra. Bà nói, có gì vui mà cười hoài không ngớt thế? Giá không cười thì cũng được là người toàn vẹn rồi đấy. Bà nhân đấy lừ mắt giận dữ rồi bảo, anh cả muốn mày đi cùng, hãy vào sắm sửa hành trang đi. Lại dọn cơm rượu thết đãi người gia nhân, rồi mới tiễn ra cửa nói, nhà gì ruộng nương dư dật, đủ sức nuôi người ăn dưng. Đến đấy hãy khoan về, cố học lấy chút thi lễ, để biết đường thờ phụng bố mẹ chồng, rồi sẽ cậy bà dì kiếm cho mày một tấm chồng xứng đáng. Hai người bèn khởi hành. Đến vạt núi Trũng, quay lại nhìn, còn lờ mờ thấy bà cụ tựa cửa trông về hướng bắc. Về tới nhà, mẹ nhìn thấy cô gái xinh đẹp, kinh ngạc hỏi là ai. Chàng đáp là con bà dì. Mẹ nói, những điều anh Ngô nói với con dạo trước là dối đấy. Mẹ chưa từng có chị, sao lại có cháu con gì được? Hỏi cô gái, nàng đáp, tôi không phải là do mẹ đẻ ra. Bố vốn họ Tần, lúc mất con còn nằm trong tã nên không thể nhớ được gì. Bà mẹ nói, ta có một người chị lấy chồng họ Tần thật, nhưng mất đã lâu, làm sao lại còn được? Nhân hỏi kỹ những dấu vết trên mặt, nốt ruồi, cục biếu, nhất nhất đều phù hợp. Lại ngờ ngợ mà nói, thế thì phải đấy, nhưng chết đã bao năm nay rồi, làm gì mà còn được đến giờ? Giữa lúc đang ngẫm nghĩ nghi hoặc thì chàng Ngô đến. Cô gái lánh vào nhà trong. Ngô hỏi biết duyên cớ, ngẩn ra một lúc rồi chợt hỏi, cô gái này có phải tên là An Ninh không? Chàng bảo phải. Ngô vội nói ngay là chuyện lạ lùng. Hỏi vì sao mà biết, Ngô đáp, từ sau khi cô Tần mất, dượng ấy ở quá, bị hồ ám, mang bệnh mỏi mòn mà chết. Hồ sinh một gái tên là An Ninh, vẫn quấn tã giữa đường, gia nhân đều trông thấy cả. Dượng mất rồi, hồ thỉnh thoảng còn tới, sau xin bùa của thiền sư dán lên vách, hồ mới ôm con gái bỏ đi. Chẳng lẽ lại là đấy chăng? Bên nào bên đấy cũng bàn qua tán lại những điều còn nghi ngờ. Chỉ nghe trong buồng vẳng ra những tiếng khúc khích, đều là tiếng cười của An Ninh. Bà mẹ bảo, còn bé này cũng ngớ ngẩn quá thể. Ngô xin cho xem mặt. Mẹ vào nhà trong, nàng còn rũ ra cười không ngoái lại. Mẹ dục bảo ra, mới cố sức nín cười, lại phải ngoảnh mặt vào vách mất một lúc mới ra được. Vừa mới vái chào đã xoay mình trở vào rất lẹ, rồi buông tiếng cười to. Đàn bà con gái đầy nhà
ai cũng đều cười vui theo nàng. Ngô Xin đi dò xét sự lạ, tiện thể sẽ làm mối luôn. Tìm đến xóm nọ, nhà cửa đều chẳng thấy đâu, chỉ có hoa rừng rơi rụng mà thôi. Ngô nhớ lại nơi chôn bà cô, phảng phất đâu đây không xa lắm, nhưng phần mộ đã bị lấp mất, chẳng còn nhận ra được, đành thở than mà quay về. Bà mẹ ngờ cô gái là ma, và buồng thuật lại những lời Ngô vừa nói. Nàng không mảy may tỏ sợ hãi, lại xót cho nàng không có nhà cửa gì, cũng không hề có buồn giàu, cứ rúc rích cười hoài mà thôi. Mọi người không mảy may tỏ. Mẹ bảo cùng ngủ với bọn con gái, sáng tinh mơ đã đến vấn an. Việc nữ công tinh xảo không ai bì, chỉ phải cái tật hay cười, cấm cũng không nhịn được. Song nét cười rất tươi, dẫu cười đến phát rồ cũng không giảm vẻ yểu điệu, ai nấy cũng vui thích. Đàn bà con gái láng giềng thường tranh nhau mời đón nàng. Mẹ đã chọn ngày tốt cho làm lễ hợp cẩn, mà vẫn cứ sợ là ma. Bèn dình lúc nàng đứng dưới bóng mặt trời nhòm xem, thì hình bóng không có gì khác lạ. Đến ngày đã định, bảo nàng trang sức đẹp đẽ để làm lễ cô dâu. Nàng cười quá, không thể cúi xuống ngẩng lên được, đành phải thôi. Chàng thấy vợ ngây dại, sợ nàng đem những chuyện kín trong phòng riêng tiết lộ ra ngoài. Nhưng cô gái lại hết sức kín đáo, một câu cũng không nói. Mỗi khi mẹ có điều lo giận, nàng dâu đến, chỉ cười một tiếng là lập tức nguôi hết. Đầy tớ con hầu có lỗi nhỏ, sợ bị roi vọt, liền cầu xin nàng đến nói chuyện với mẹ. Nhờ thế, chúng đến chịu tội thường được tha. Mà nàng yêu hoa thành nghiện, vẫn tìm kiếm khắp nơi trong thân thích xóm làng, lại phải cầm trộm cả thoa vàng đi để mua cho được giống hoa đẹp. Mới có vài tháng mà thềm hè, bờ rậu, chuồng lợn hố tiêu, không chỗ nào không có hoa. Sân sau có một dàn mộc hương, vốn ăn liền với nhà láng giềng phía tây. Nàng vẫn thường vin cây trèo lên, hái hoa cài đầu chơi. Mẹ thỉnh thoảng bắt gặp lại mắng, mà nàng rốt cuộc vẫn không chừa. Một hôm, con trai nhà phía tây trông thấy, ngây ra nhìn, lòng dường điên đảo. Cô gái không tránh mặt mà lại cười. Con trai nhà phía tây nghĩ rằng nàng đã thuận, bụng càng khao khát. Nàng chỉ tay vào chân tường rồi cười mà trèo xuống. Con trai nhà phía tây cho là nàng trỏ nơi hò hẹn, sướng quá đỗi. Đến tối mò ra thì nàng đã ở đấy thật. Sáng đêm hành dâm thì chỗ kín như bị mũi dùi đâm, đau buốt đến tận tim, kêu rú lên mà ngã vật ra. Nhìn kỹ lại thì chẳng phải là cô gái, chỉ là một cây khô nằm ở bên tường. Chỗ mình chọc vào là một cái hốc dịt nước. Ông bố nhà láng giềng nghe tiếng con kêu, vội chạy ra hỏi xem, chỉ rên rỉ không nói. Vợ đến mới chịu nói thực. Đốt đuốc soi vào, thấy trong hốc cây có một con bọ cạp lớn như con cua con. Ông bố bổ cây ra, bắt giết đi, rồi vực con về. Nhà láng giềng đâm đơn kiện chàng, cáo giác an ninh là yêu quái. Quan huyện vốn ngưỡng mộ tài học của chàng, lại biết chàng là một học trò năng trau dồi đức hạnh, cho rằng nhà láng giềng kiện sằng, toàn nọc ra đánh. Chàng xin cho mới được phóng thích mà về. Bà mẹ bảo rằng cứ ngây dại như thế mãi, từ sớm đã biết vui quá hóa lo mà. May được quan huyện sáng suốt như thần nên mới không bị liên lụy, chứ nếu gặp phải hạng quan hồ đồ, hẳn đã bắt đàn bà con gái đến chất vấn ở công đường, thì con ta mặt mũi nào nhìn thấy họ hàng làng xóm nữa. Cô gái liền nghiêm sắc mặt lại, kể từ nay không cười nữa. Mẹ bảo, người ta ai mà không cười, nhưng cười cũng phải có lúc. Thế mà từ đấy về sau, nàng không cười nữa thật. Dù cố trêu vẫn không bao giờ cười, nhưng suốt ngày chưa hề lúc nào có vẻ mặt đăm chiêu. Một đêm, nàng nhìn chàng ứa nước mắt. Chàng lấy làm lạ thì nàng nghẹn ngào nói, trước đây vì gần gũi chưa lâu, nói ra sợ cho là quái gở mà đâm hoảng. Nay xét ra
mẹ và chàng đều quá yêu, không có bụng gì khác. Đành xin thưa thực, may không hại gì chăng? Thiếp vốn do Hồ sinh. Lúc mẹ thiếp sắp bỏ đi, đem thiếp gửi lại cho bà mẹ ma, nương nhờ nhau đã hơn 10 năm mới có ngày nay. Thiếp lại không có anh em, chỉ trông cậy vào một mình chàng. Mẹ già nằm cô quạnh nơi góc núi, không ai thương xót mà hợp táng cho. Dưới chín suối vẫn còn sầu tủi. Nếu chàng không tiếc chút phí tổn, khiến cho người nằm dưới đất tiêu tan được khối hận đó, thì ngõ hầu, những kẻ nuôi con gái về sau không còn nỡ đem con dìm nước bỏ đi nữa. Chàng nhận lời, nhưng lo phần mộ đã bị lẫn giữa cỏ rậm. Cô gái nói rằng không lo, bèn định ngày, vợ chồng xe quan tài đem đi. Giữa đám mây khói hoang vu, gai góc chằng chịt, cô gái chỉ đúng phần mộ. Quả đào được thi thể bà già, da thịt vẫn còn. Nàng ôm lấy khóc thảm thiết, rồi cùng đưa về, tìm mộ người chồng họ Tần mà hợp táng. Đêm hôm đó, chàng nằm mơ thấy bà già trở về tạ ơn. Tỉnh dậy thuật lại với nàng, nàng đáp: hồi đêm thiếp có trông thấy, chỉ dặn đừng làm chàng kinh động mà thôi. Chàng ân hận không giữ bà cụ lại chơi. Nàng đáp: đấy là ma, nơi có người sống nhiều, khí dương thịnh, ở lâu sao được. Chàng hỏi đến Tiểu Vinh. Nàng đáp: nó cũng là hồ, rất linh lợi. Mẹ hồ thiếp giữ lại để trông nom thiếp, thường vẫn đút bánh cho thiếp ăn, nên nhớ ơn nó không bao giờ quên. Đêm qua hỏi mẹ thì nói đã gả chồng cho nó rồi. Từ đó hàng năm gặp ngày hàn thực, vợ chồng lại đi thăm mộ ông bà Tần, khấn vái quét dọn, không năm nào bỏ sót. Được hơn một năm, cô gái sinh được một con trai. Lúc còn bế ẵm đã không sợ người lạ, thấy người là cười, hệt như phong thái của mẹ. Lưu trai chí dị. Chương 8. Không đề. Tôn Tử Sở, người Việt Tây, là một danh sĩ. Sinh ra có một ngón tay trẻ, lại có tính vẩn vơ, lần thần. Ai nói dối điều gì cũng tin là thật. Hoặc khi gặp đám tiệc mà có ca nhi kỹ nữ, thì từ xa nhác thấy đã bỏ chạy. Có người thấy vậy, dụ chàng đến nhà, cho kỹ nữ đến ôm ấp để bỡn chàng chơi, thì mặt đỏ đến tận cổ, mồ hôi chảy xuống thành giọt. Họ nhân đó cười với nhau, rồi xa gần chuyển nhau vẽ vời cái trạng mạo ngây ngô của chàng để làm một trò cười, lại đặt cho chàng cái tên Tôn Khờ. Trong huyện có ông nọ là nhà buôn lớn, giàu lướt cả vương hầu. Thông gia họ Mạc đều là dòng dõi quý phái. Ông cụ có một con gái tên là A Bảo, người tuyệt sắc. Đến tuổi kém duyên, con cái các nhà đại gia tranh nhau đưa xính lễ đến giảm, nhưng không ai vừa ông cả. Chàng Tôn bấy giờ vừa quá vợ, có người đùa nên cậy mối đến hỏi. Chàng không biết phận, quả nhiên nghe theo lời khuyên. Ông cụ vốn biết tiếng chàng nhưng chê nghèo. Khi mụ mối vừa ở chỗ ông đi ra thì gặp A Bảo. Hỏi đi đâu, mụ nói thật. Cô gái nói bỡn rằng, nếu chàng ta bỏ được ngón tay trẻ đi thì tôi về với ngay. Mụ về kể lại với chàng. Chàng nói, cái đó thì khó gì. Mụ đi rồi, chàng lấy búa chặt ngón tay trẻ, đau thấu ruột, máu phụt ra chảy lênh láng, suýt chết. Qua mấy ngày mới dậy được, sang nhà mụ mối chìa tay xem. Mụ thất kinh, chạy sang nói với cô gái. Nàng cũng lấy làm lạ, nhưng lại nói bỡn rằng còn phải bỏ cái ngây đi nữa. Mụ về nói lại, chàng cười ầm lên, bảo nào tôi có ngây đâu, nhưng cũng không có cớ gì gặp mặt để tự giải bày. Dần già bàn chuyện, nghĩ rằng cô nàng bảo chưa chắc đã đẹp như tiên, sao dám tự đánh giá mình quá cao như vậy. Từ đó lòng chàng nguội hết mộng tưởng trước. Vừa gặp tiết thanh minh, lệ thường cứ đến ngày ấy phụ nữ đi chơi, những thiếu niên khinh bạc cũng kết thành từng đội đi theo, tha hồ bình phẩm.
mấy người bạn làm văn đến rủ chàng bắt đi cho được. Có người lại nói đùa rằng lại không muốn xem mặt người mình ưng hay sao. Chàng cũng biết hắn nói bỡn mình, nhưng vì đã bị cô gái hợm hĩnh đùa cợt nhiều phen nên cũng muốn nhìn mặt một lần xem sao, bèn vui vẻ nhập bọn đi tìm. Thấy đằng xa có một cô gái đang nghỉ dưới gốc cây, những cậu trai mất nết vây quanh như bức tường. Cả bọn nói, chắc là cô nàng Bảo đấy rồi. Chàng rảo bước đến xem thì quả là Bảo. Nhìn kỹ thì thấy vẻ xinh đẹp yểu điệu có một không hai. Một lát, người xem lại càng súng đông, cô gái vội đứng dậy bỏ đi. Mọi người đều nhộn nhạo bàn tán, kẻ khen cái đầu, người tán cái chân, nhao nhao cả lên như một lũ điên. Chỉ riêng chàng là đứng lặng lẽ. Đến lúc cả bọn đã tản đi nơi khác, ngoái lại vẫn trông thấy chàng đứng ngây ra ở chỗ cũ, gọi chẳng thưa chẳng rằn. Họ bèn kéo nhau đi nói, hồn theo A Bảo rồi ư? Cũng không đáp. Biết tính chàng vốn lẩn thẩn nên họ cũng không lấy làm lạ. Người thì đẩy, người thì kéo, dẫn về. Đến nhà thì lên ngay giường nằm, suốt ngày không dậy, ly bì như người say rượu, gọi mấy cũng không tỉnh. Người nhà nghi là mất hồn, đi gọi hồn ở ngoài đồng nhưng cũng vô hiệu. Lay người thật mạnh để hỏi thì ú ớ nói rằng, tôi ở góc nhà cô Bảo. Hỏi kỹ lại thì lại làm thinh không nói nữa. Người nhà hoang mang không biết ra sao. Nguyên hôm ấy, khi chàng thấy cô gái đứng dậy bỏ đi thì lòng không nỡ dứt, bỗng cảm thấy mình đã bén gót đi theo rồi. Dần dần đi sát vào cạnh tà áo, đai lưng, cũng không ai la mắng gì cả. Cứ như thế, theo mãi cô ta về nhà, khi ngồi khi nằm đều tựa kề một bên. Đêm lại thì cùng ân ái, rất lấy làm thích thú. Nhưng thấy trong bụng đói quá, muốn trở về nhà mà quên mất đường. Còn nàng thì mỗi lần chiêm bao, thấy mình giao hợp với một người nào đó, hỏi tên nói là Tôn Tử Sở, lòng lấy làm lạ, nhưng không thể nói với ai được. Ở bên nhà, chàng đã nằm 3 ngày, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Người nhà hoảng lên cho lấy lời mềm mỏng đến nói với ông cụ xin tới nhà để chiêu hồn cho chàng. Ông cụ cười rằng, bình nhật không từng vãng lai thăm hỏi gì cả, làm sao mất hồn ở nhà tôi được. Người nhà năn nỉ van lơn mãi, ông mới chịu. Thầy Pháp cầm áo cũ và đồ cúng bằng rơm sang nhà. Cô gái bắt gặp, hỏi biết lý do, mặt thất sắc, không cho đi tìm chỗ khác mà dẫn thẳng vào phòng mình, để cho mặc y kêu gọi xong rồi ra. Thầy Pháp vừa về đến cửa thì ở trên giường chàng đã rên lên một tiếng. Tỉnh rồi. Phòng nàng có bao nhiêu cháp hương, hộp phấn, bao nhiêu đồ đạc, sắc gì, tên gì, kể ra vanh vách không sai. Nàng nghe tin lại càng kinh hãi và thầm cảm cái thâm tình của chàng. Chàng đã dậy ra khỏi giường được rồi thì khi đứng khi ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nhớ chợt quên. Thường thăm dò tin tức cô Bảo, chỉ mong tìm được cơ hội để gặp lại. Đến ngày tắm Phật, nghe tin nàng sẽ dâng hương ở chùa Thủy Nguyên, chàng dậy thật sớm, đến đứng ở một bên đường chờ nàng đi qua. Trông ngóng đến hoa cả mắt, mãi khi mặt trời đứng ngọ, nàng mới đến. Ngồi trong xe dòm ra thấy chàng, lấy bàn tay xinh nhỏ vén màn, mắt nhìn đăm đắm không chuyện. Chàng càng sao xuyến, đi theo xe luôn. Nàng bỗng sai thị nữ đến hỏi họ tên. Chàng ân cần kể lại. Hồn vía rung chuyển, xe đi đã xa rồi mới quay về. Đến nhà thì ốm trở lại, mê man không ăn uống. Trong giấc mơ thường gọi tên Bảo. Những giận hồn mình sao không thiêng như trước nữa. Trong nhà, Nguyên có nuôi một con vẹt, bỗng lăn ra chết. Đứa bé cầm chơi ở trên giường. Chàng nghĩ nếu thân được làm con vẹt thì có thể vỗ cánh bay đến phòng nàng. Còn đang chú tâm mơ tưởng thì mình đã là con vẹt nhẹ nhàng phơi phới bay vụt lên thẳng sang nhà A Bảo.
Cô gái thấy vẹt bay xuống mừng quá, chộp bắt, xích chân lại, lấy hạt vừng cho ăn. Vẹt kêu to lên rằng: "Cô đừng xích, tôi là Tôn Tử Sở đây mà." Nàng kinh hoàng mở dây buộc, vẹt cũng không bay. Nàng khấn rằng: "Tình thâm đã chạm khắc tận đáy lòng, nhưng nay người và chim khác loài, làm sao nhân duyên còn vuông tròn được?" Vẹt nói: "Được gần vóc thơm là mãn nguyện lắm rồi. Người khác cho mồi thì không ăn, nàng cho mới ăn. Nàng ngồi thì đậu trên vế, nằm thì đứng mé giường. Cứ thế 3 ngày, cô gái rất lấy làm thương, cho người sang nhà chàng thăm dò thì biết chàng thiếp đi, nằm sóng sượt tắt thở đã 3 ngày, chỉ còn một chút trên tim chưa lạnh." Cô lại khấn rằng: "Nếu chàng trở lại làm người thì xin thề chết cũng theo nhau." Vẹt nói: "Lừa tôi đấy." Nàng bèn thề thốt. Vẹt nghiêng mắt ra dáng nghĩ ngợi. Một lát, nàng bó chân cởi giày để dưới gầm giường. Vẹt nhảy vụt xuống, ngậm giày bay đi. Nàng kịp gọi lại thì đã bay xa rồi. Nàng cho mụ ở sang dò thăm thì thấy chàng đã tỉnh. Người nhà thấy con vẹt ngậm chiếc giày bay về, ngã xuống đất mà chết. Đang cùng lấy làm lạ thì chàng hồi sinh, hỏi ngay đến chiếc giày. Không ai hiểu ra sao cả. Vừa lúc ấy thì mụ ở bên nhà kia đến vào thăm chàng, hỏi chiếc giày ở đâu. Chàng nói rằng: "Đó là vật làm tin của cô bảo. Xin gửi lời về nhắn hộ rằng tiểu sinh không dám quên lời vàng đá." Mụ ở về bẩm, nàng lại càng thấy làm lạ, cố bảo thị tỷ tiết lộ sự tình cho mẹ biết. Mẹ xét thấy đích xác, bảo rằng: "Anh chàng ấy tài danh cũng chả vừa, chỉ hiềm nghèo như tương như, kén chọn mấy năm được ra như thế, sợ các nhà quý hiền người ta cười cho." Cô gái vin cớ chiếc giày, thề không lấy người khác. Ông bà cũng phải theo vậy, cho người kiếp báo với chàng. Chàng mừng bệnh khỏi ngay. Ông muốn cho chàng ở gửi rể. Nàng thưa rằng: "Con dạ không nên ở nhà cha vợ lâu, huống chàng lại nghèo, ở lâu càng bị coi rẻ. Con đã về tay người thì ở nhà danh, nhà lá cũng cam, ăn rau lê rau hoắc cũng không dám oán trách." Chàng bàn làm lễ rước dâu. Hai người gặp nhau như có cái vui cách thế. Từ đó, nhà chàng nhờ có của hồi môn của nàng cũng khá hơn trước, mua sắm thêm của cải. Chỉ phải cái chàng mê sách, không biết chăm lo việc sinh kế trong nhà. Nhưng nàng khéo chắt lót, những việc trong nhà không phải phiền đến chàng. Được 3 năm, nhà thêm giàu, bỗng chàng mắc bệnh tiêu khát mà chết. Nàng khóc lóc thảm thiết, nước mắt không lúc nào ráo, bỏ cả ăn ngủ, ai khuyên giải cũng chẳng được. Thừa lúc đêm khuya, bèn thắt cổ. May có con ở biết được, vội cứu sống lại, nhưng cũng không chịu ăn. Được 3 ngày, mời họ hàng đến để liệm chàng. Bỗng nghe trong quan tài có tiếng rên và tiếng thở nhẹ. Mở ra, chàng đã sống lại. Tự nói rằng: "Khi ra mắt Diêm Vương, ngài bảo người này bình sinh thành thực chất phác, cho làm chức bộ tào." Bỗng có người đến thưa rằng: "Vợ của bộ tào họ Tôn sắp tới." Ngài tra sổ ma rồi bảo: "Người ấy chưa đáng chết." Lại tâu rằng: "Không ăn đã 3 ngày rồi." Diêm Vương ngoảnh lại nói rằng: "Ta cảm vợ người tiết nghĩa, cho người sống lại." Bèn sai lính thắng ngựa đưa tôi về. Từ đó bình phục dần. Gặp năm có kỳ thi hương. Trước khi vào trường, bọn thiếu niên muốn bày trò trêu chàng, bèn cùng đặt ra 7 đầu đề rất hiểm hóc, rồi kéo chàng ra chỗ vắng nói riêng rằng: "Đây là nhờ thế lực của đại gia mới có, xin bí mật trao tay nhau." Chàng tin là thật, đêm ngày mài miệt làm cả 7 bài. Chúng cười thầm. Không ngờ năm ấy
viên chủ khảo nghĩ rằng ra đề quen thuộc thì thường có cái tệ sao chép văn cũ, bèn cố sức thay đổi cho thật mới lạ. Giấy đầu bài đưa xuống thì cả 7 bài chàng làm đều phù hợp. Nhờ đó chàng đỗ thủ khoa. Năm sau đỗ tiến sĩ, được chọn vào viện Hàn Lâm. Vua nghe thấy chuyện lạ, triệu vào hỏi. Chàng phải tấu lên. Vua hết lòng ngợi khen, liền cho gọi A Bảo vào bệ kiến, tặng thưởng rất nhiều. Liêu trai chí dị. Chương 9. Bành Hải Thu. Nho sinh ở Lai Châu là Bành Hiếu Cồ, học ở cơ ngơi khác cách nhà khá xa. Trung thu không về kịp, một mình hiu quạnh, nghĩ trong thôn chẳng có ai trò chuyện được. Chỉ có chàng thư sinh họ Khâu là danh sĩ trong huyện, nhưng vốn có tật kín, Bành thường khinh bỉ. Trăng lên, càng thấy buồn tênh, cực chẳng đã đành viết thiếp mời Khâu. Rượu nửa chừng, có một người gõ cửa lạch cạch. Tiểu đồng chạy ra xem thì là một thư sinh muốn yết kiến chủ nhân. Bành đứng lên cung kính mời vào. Vái chào xong, cùng ngồi quanh chiếu rượu, hỏi họ hàng quê quán. Khách đáp: tiểu sinh người Quảng Lăng, cùng họ với ngài, tên chữ là Hải Thu. Gặp đêm trăng đẹp thế này, ở nhà trọ càng buồn khổ. Nghe tiếng ngài là bậc cao nhã, bèn đường đột yết kiến. Nhìn xem, người ấy áo vải mà sạch sẽ chỉnh tề, nói cười phong lưu. Bành mừng lắm, nói: vậy ra là người đồng tông với tôi. Đêm nay là cái đêm gì mà gặp được khách quý thế này? Liền sai rót rượu, khoản đãi như bản thân từ trước. Xem khách dường như cũng rất khinh Khâu. Khâu ngẩng lên bắt chuyện thì ngạo mạn không đáp lễ. Bành thẹn thay cho Khâu, bèn đánh làng câu chuyện. Xin hát trước một khúc dân ca cho vui, rồi ngửa mặt dặn hắn lần nữa, hát khúc Hào Sĩ Phù Phong, cùng nhau vui cước. Khách nói: tiên sinh không biết hát, không lấy gì đáp lại khúc Dương Xuân của ngài, xin nhờ người hát thay được chăng? Bành đáp: xin vâng. Khách hỏi: ở thành Lai Châu này có danh kỹ nào không? Bành trả lời: không có. Khách nín lặng hồi lâu, rồi bảo tiểu đồng: tao vừa gọi một người đến ở ngoài cửa, hãy ra dẫn vào đây. Tiểu đồng đi ra, quả thấy một cô gái đang loanh quanh ngoài cửa. Nàng khoảng đôi tám, xinh đẹp như tiên. Bành ngạc nhiên hết sức, kéo nàng cùng ngồi. Cô gái mặc áo màu lá liễu, choàng khăn màu vàng, hương thơm sực nức bốn bên. Khách an ủi: lặn lội ngàn dặm tới đây, thật phiền nàng quá. Cô gái mỉm cười vâng dạ. Bành lấy làm lạ, gạn hỏi. Khách đáp: quê quán khổ nỗi không có giai nhân, tiểu nhân vừa phải gọi cô này trên thuyền ở Tây Hồ đến đây. Đoạn bảo nàng: khúc Chàng Bạc Tình cô vừa hát ở trên thuyền hay lắm, xin hát lại lần nữa. Cô gái hát rằng: Chàng Bạc Tình tắm ngựa ao xuân nọ, tiếng người xa tiếng ngựa bò, trời sông cao trăng núi nhỏ, ngoảnh đầu đi không về, trong sân trời rạng tỏ, chẳng oán xa nhau nhiều. Sầu hội vui ít có, ngủ nơi nào đừng như bông theo gió, cho dù chẳng phong hầu, chớ về lâm cùng đó. Khách lấy cây sáo ngọc dắt trong tất ra, hòa theo tiếng hát. Hết khúc thì sáo cũng dừng. Bành sừng sốt khen mãi không thôi, rồi hỏi: từ Tây Hồ đến đây đâu chỉ ngàn dặm, thế mà trong phút chốc vời đến được, chẳng là tiên hay sao? Khách đáp: đâu dám nói đến tiên, nhưng có thể coi muôn dặm gần như ngoài cửa. Đêm nay trăng gió trên Tây Hồ đẹp hơn mọi khi nhiều, không lẽ không đến xem một chuyến, ngài theo chơi được chăng? Bành đang để tâm xem sự lạ, liền nhận lời đáp, rất hân hạnh. Khách hỏi: ngài đi thuyền hay cưỡi ngựa? Bành nghĩ
ngồi thuyền nhàn nhã hơn. Bèn nói: xin cho đi thuyền. Khách bảo: nơi đây gọi thuyền hơi xa, trên sông Ngân hẳn có người chở đò. Bèn giơ tay vẫy lên không gọi: thuyền ơi, thuyền xuống đây, bọn tôi muốn đến Tây Hồ, không sẵn tiền thưởng đâu. Lát sau, một chiếc thuyền hoa từ trên không lướt xuống, khói mây cuốn quýt. Họ cùng lên thuyền, thấy một người cầm bơi chèo ngắn, đoạn cuối gài kín lông chim dài, hình dáng như cái quạt lông, phẩy một cái là gió mát vi vu. Thuyền dần dần lên tít mây xanh, nhằm hướng nam lướt tới, vùn vụt như tên. Khoảnh khắc thuyền đã hạ xuống nước, chỉ nghe sáo đàn rộn rã, chiêng trống vang lừng. Ra khỏi khoang nhìn, trăng in soi bóng, thuyền chơi họp chợ, người lái buông chèo, mặc thuyền tự trôi. Nhìn kỹ, quả là Tây Hồ thật. Khách lấy ra từ sau khoang món nhắm lạ và rượu ngon, vui vẻ đối ẩm. Lát sau, một chiếc thuyền lầu tới gần, rồi đi sát ngay bên cạnh. Nhòm qua song cửa, thấy trong thuyền có hai người đang cười rộ bên bàn cờ. Khách đưa ly rượu mời cô gái, nói: cạn chén rồi đưa cô về. Trong lúc cô gái nâng chén, Bành bịn dịn bồi hồi, chỉ sợ nàng đi mất, bèn lấy chân bấm khẽ. Nàng đưa mắt liếc ngang, Bành càng xao xuyến, xin hẹn ngày gặp lại. Cô gái nói: nếu chàng có lòng thương, cứ hỏi tên Quyên Nương là ai cũng biết. Khách lấy ngay khăn lụa của Bành trao cho nàng, bảo: tôi thay ông ấy đính ước lời hẹn 3 năm sau. Đoạn khách đứng lên, đặt cô gái trên lòng bàn tay, nói: tiên trăng, tiên trăng. Rồi kéo cửa sổ thuyền bên, bỏ cô gái sang. Mắt cửa chỉ bằng cái đĩa, nàng ép mình trườn vào, không cảm thấy bị chật hẹp chút nào. Lát sau nghe thuyền bên có tiếng nói: Quyên Nương tỉnh rồi. Tức thì thuyền ấy chèo đi ngay. Xa trông thuyền nọ đã ghé bến, người dưới thuyền kéo cả lên bờ. Bành bỗng mất hứng chơi, bèn nói với khách muốn lên bờ cùng xem qua đây đó. Vừa mới thương lượng, thuyền đã tự cập bờ. Nhân đó bỏ thuyền lên bộ dạo quanh chừng hơn 1 dặm. Khách đến sau dắt một con ngựa, bảo Bành giữ lấy. Rồi khách lại đi ngay, dặn rằng: đợi tôi mượn thêm 2 con ngựa nữa. Mãi không thấy khách đến, đường đã vắng người. Nhìn trông trăng đã xế về tây, trời đã sắp rạng, Khâu cũng không biết đi đường nào. Bành dắt con ngựa tới lui, không biết nên đi hay ở. Khi dong cương cho ngựa tới nơi đậu thuyền, thì cả người lẫn thuyền đều chẳng thấy đâu. Bành nghĩ lưng túi rỗng không, càng thêm lo sợ. Trời đã sáng rõ, thấy trên mình ngựa có một túi nhỏ, thò tay xem, được 3-4 lạng bạc, bèn mua thức ăn rồi cứ đợi. Bất giác gần trưa, Bành tính chi bằng hỏi thăm Quyên Nương, dần già sẽ hỏi được tin Khâu. Nhưng khi hỏi đến tên Quyên Nương thì chẳng một ai biết cả. Bành cụt hứng buồn tênh. Hôm sau lên đường, ngựa chạy tốt, may không liệt nhược, nửa tháng về tới nhà. Lúc 3 người cưỡi thuyền bay lên, Tiểu Đồng về báo: ông chủ đã lên tiên rồi. Cả nhà đâu buồn khóc lóc, nghĩ rằng không về nữa. Bành về tới nhà, buộc ngựa bước vào. Cả nhà sửng sốt mừng rỡ, xúm lại hỏi han. Bấy giờ Bành mới kể hết những sự lạ. Nhân nghĩ chỉ một mình về quê quán, e bên nhà Khâu nghe tin sẽ đến gạn hỏi, bèn dặn người nhà chớ nói rộng ra. Trong lúc chuyện trò, Bành kể đến lai lịch con ngựa. Mọi người nghe nói của tiên cho, bèn kéo cả ra chuồng xem. Tới nơi chẳng thấy ngựa đâu, chỉ thấy chàng Khâu bị buộc cạnh chuồng ngựa bằng dây cương cỏ. Ai nấy kinh hãi quá sức, gọi Bành đến xem. Thấy Khâu gục đầu dưới máng cỏ, mặt mày xám ngắt, hỏi không nói, duy 2 mắt lúc nhắm lúc mở mà thôi. Bành thấy bất nhẫn quá, sai người cởi dây cương vực lên giường,
Khâu như người mất hồn, đổ nước cháo nóng cho, nuốt được chút ít. Giữa đêm hơi tỉnh, vội đòi ra nhà Tiêu. Xốc nách đưa đi, Khâu xón ra được mấy cục phân ngựa, lại cho ăn uống tí chút, bấy giờ mới nói được. Bành đến bên giường hỏi han, Khâu kể. Sau khi rời thuyền, hắn dẫn tôi đi nói chuyện phiếm. Đến chỗ vắng, hắn vỗ đùa vào gáy, tôi liền mê mẩn ngã lăn ra. Nằm phục giây lát, nhìn lại thấy mình đã hóa ngựa. Tâm trí vẫn tỉnh táo nhưng không nói được. Thật là chuyện vô cùng nhục nhã. Không sao nói với vợ con được, xin bác chớ tiết lộ. Bành nhận lời, sai người hầu thắng ngựa đưa Khâu về. Từ đấy, Bành không sao quên được Quyên Nương. 3 năm sau, vì có người anh rể làm chức quan phán ở Dương Châu, Bành nhân đến thăm. Châu này có Lương Công Tử là chỗ thân quen với Bành, mở tiệc mời chàng đến uống rượu. Trong tiệc có mấy đào hát đều đến vái chào. Công tử hỏi đến Quyên Nương, người nhà thưa là bị ốm. Công tử giận dữ nói, còn tiện tỳ cao ngạo thanh giá, hãy mang thừng trói đem đến đây. Bành nghe đến tên Quyên Nương giật mình hỏi là ai. Công tử đáp, nó là con hát số 1 ở Quảng Lăng, kệ có chút tiếng tăm mới dám kiêu căng vô lễ. Bành ngờ tên họ ngẫu nhiên trùng nhau, nhưng lòng vẫn xúc động hồi hộp, chỉ mong được thấy mặt ngay. Lát sau Quyên Nương đến, công tử hầm hầm kể tội. Bành nhìn kỹ, quả là người đã gặp trong tiết trung thu, bèn thưa với công tử, cô này là chỗ tôi quen biết cũ, mong ông tha thứ. Quyên Nương đưa mắt ngắm Bành, dường như cũng ngạc nhiên. Công tử chưa vội hỏi kỹ đã sai người mời rượu. Bành hỏi, khúc chàng bạc tình nàng còn nhớ chăng? Quyên Nương càng kinh hãi, chăm chú nhìn Bành rồi mới hát khúc xưa. Lắng nghe đúng là tiếng hát đêm trung thu năm ấy. Rượu tàn, công tử sai nàng chăn gối hầu khách. Bành nắm lấy tay nàng hỏi, lời hẹn 3 năm hôm nay mới thực hiện được chăng? Quyên Nương đáp, năm xưa theo người đi chơi thuyền Tây Hồ, em uống chưa được mấy chén đã như say. Trong lúc choáng váng, bị một người nhấc đem đến một thôn nọ. Một tiểu đồng dẫn em vào nhà, trên chiếu rượu có 3 người, chàng là một trong số đó. Sau lại đi thuyền đến Tây Hồ, người ta mới đưa em về thuyền cũ qua mắt cửa sổ. Mỗi khi nhớ lại lúc cầm tay ân cần, cứ bảo là mộng ảo. Nhưng khăn lụa còn đây, em vẫn gói kỹ cất đi. Bành kể nguyên do rồi cùng nhau than thở. Quyên Nương ngả mình vào lòng Bành, nức nở nói, tiền đã làm mối, xin chàng đừng cho em là kẻ phong trần đáng vứt bỏ mà thôi không nghĩ đến người đang ở trong bể khổ này. Bành đáp, lời hẹn trên thuyền chưa ngày nào tôi lãng quên. Nếu nàng có đó, dù có phải dốc túi bán ngựa, tôi cũng... Sáng hôm sau, thư chuyện với công tử, lại vay mượn quan biệt giá 1000 vàng, xóa sổ cho nàng, rồi đưa nhau về quê. Tình cờ đến cơ ngơi nọ, nàng vẫn nhận ra nơi uống rượu năm nào. Liêu Trai Chí Dị, chương 10, bộ da vẽ. Thư sinh họ Vương, quê ở Thái Nguyên, một hôm đi sớm, gặp một người con gái ôm bọc quần áo, bôn ba một mình, chân bước ra dáng khó nhọc. Vương vội đi vượt lên, nhìn kỹ thì ra một cô gái tuổi chừng 8, nhan sắc tuyệt vời, bụng yêu thích lắm, liền hỏi, sao mới sớm hôm mà đã đi lẻ loi một mình thế? Cô gái đáp, là khách qua đường, hiểu sao được nỗi lo buồn của người khác, hỏi nhau làm gì cho mệt. Chàng hỏi lại, nàng có nỗi buồn lo gì vậy? Nếu có thể gắng giúp được, tôi sẽ không từ. Cô gái ủ rột đáp, bố mẹ tham tiền, bán thiếp cho một nhà giàu sang. Người vợ cả rất hay ghen, sớm chiều đánh mắng nhục nhã, không thể chịu nổi nên phải trốn đi.
hỏi: "Đi đâu bây giờ?" Đáp: "Người đã đi trốn, lại có nơi nào định trước được?" Chàng nói: "Tệ xá không xa, xin mời nàng quá bước lại đó." Cô gái mừng lắm theo chàng. Chàng mang hộ bọc quần áo, đưa nàng về cùng. Cô gái thấy nhà không có người, bèn hỏi: "Tại sao chàng không có người nhà?" Chàng đáp: "Đây chỉ là thư trai thôi." Cô gái nói: "Nơi này tốt lắm. Chàng như có bụng thương mà cứu sống thiếp thì xin bí mật, chớ để lọt ra ngoài." Chàng bằng lòng, liền cùng nàng chung trả, giấu giếm trong buồng kín. Qua mấy ngày cũng không ai hay. Chàng nói hé với vợ: "Vợ họ Trần, ngờ rằng đó là nàng hầu vợ bé của nhà đại gia nào, khuyên chồng để cho cô ta đi." Chàng không nghe. Tình cờ một hôm đi qua chợ, gặp một đạo sĩ, nhìn chàng kinh ngạc, hỏi có gặp ai lạ không. Chàng đáp: "Không." Đạo sĩ nói: "Người anh đầy tà khí, sao lại nói là không?" Chàng lại cố chối. Đạo sĩ liền bỏ đi và nói: "Mê muội thay, đời vẫn có kẻ sắp chết đến nơi mà còn chưa tỉnh." Chàng thấy lời nói lạ nên cũng hơi ngờ người con gái, nhưng lại nghĩ cô gái đẹp sờ sờ ra đấy, sao đến nỗi là yêu quái được, cho đạo sĩ là kẻ mượn tiếng yểm tà để lấy miếng ăn. Một lát sau về đến nhà học, cổng trong đóng chặt không thể vào được. Trong bụng đã ngờ có sự gì, liền trèo qua chỗ tường lở mà vào, thì cửa buồng cũng đóng. Chàng rón rén đến trước cửa sổ nhìn, thấy một con quỷ nanh ác, mặt xanh lét, răng chơm chởm như răng cưa, đang giải một tấm da người lên trên giường, lấy bút màu vẽ lên trên. Vẽ xong, ném bút, nhấc tấm da như thể nâng tấm áo, khoác lên người, lập tức hóa ra một cô gái. Trông thấy tình trạng đó, chàng sợ quá, bò dạp trên mặt đất mà lẻn ra, vội đi tìm đạo sĩ thì đã không biết là đi đâu. Tìm kiếm khắp nơi mới gặp ngoài đồng, liền quỳ xuống xin cứu mạng. Đạo sĩ nói: "Sẽ xin trừ giúp, con quỷ đó cũng khốn khổ lắm mới tìm được người thay nó, ta cũng không nỡ hại tính mạng nó." Liền lấy chiếc phất trần đưa cho chàng, dặn treo ở cửa buồng ngủ. Lúc sắp đi, hẹn gặp lại ở miếu Thanh Đế. Chàng trở về không dám tới nhà học, đành ngủ ở buồng vợ, treo phất trần lên. Vào khoảng canh một, nghe ngoài cửa có tiếng lách cách, tự mình không dám dậy nhòm, phải bảo vợ nhòm xem. Chỉ thấy cô gái đi đến, nhìn lên phất trần không dám bước nữa, đứng đó mà nghiến răng một lúc lâu mới đi. Lát sau lại đến mắng rằng: "Đạo sĩ chỉ dọa ta nhưng đâu có được, chẳng lẽ miếng ăn đã đến miệng lại nhả ra sao?" Liền lấy phất trần bẻ nát, rồi phá cửa buồng ngủ bước vào, nhảy lên giường của chàng, xé bụng chàng, moi lấy quả tim rồi đi. Vợ chàng kêu thét lên, con hầu vào soi đèn thì chàng đã chết. Trên khoang bụng máu me bê bết, Trần Thị rất sợ, chỉ khóc không dám kêu. Hôm sau, nàng cho em chồng là chàng hai chạy đi nói với đạo sĩ. Đạo sĩ tức giận nói: "Ta đã thương tình, ngờ đâu con quái này lại dám to gan đến thế." Lập tức theo người em chàng về thì cô gái đã biến mất. Bèn ngẩng đầu nhìn bốn phía nói: "May nó trốn chưa xa." Lại hỏi: "Phía nam là nhà ai?" Chàng hai đáp: "Đó là nhà của tiểu sinh." Đạo sĩ nói: "Hiện nó ở nhà anh." Chàng hai ngạc nhiên cho rằng không có. Đạo sĩ hỏi: "Có người lạ nào mới đến không?" Chàng hai đáp: "Tôi đến miếu Thanh Đế, quả thực không biết, để về nhà hỏi xem." Đi một lát trở về nói: "Quả có thật, sáng nay có một mụ già đến xin làm mướn cho nhà tôi, vợ tôi giữ lại, mụ vẫn còn đó." Đạo sĩ nói: "Chính là nó đấy." Liền cùng đi sang,
cầm kiếm gỗ đứng ở giữa sân thét: "Yêu nghiệt, đền tao phất trần đây!" Mụ già ở trong nhà hốt hoảng, tái mặt, ra cửa toan chạy. Đạo sĩ đuổi theo đâm mụ. Mụ tăng ngã xuống, tấm da người tuột ra, hóa thành một con quỷ dữ, nằm kêu giống lên như lợn. Đạo sĩ lấy kiếm gỗ chém, bêu đầu lên, thân nó biến thành đám khói dày đặc, xoáy tròn trên mặt đất thành một đám dày. Đạo sĩ lấy ra một cái hồ lô, mở nút để vào giữa đám khói, kêu vù vù như mồm hút hơi. Một lát khói hết, đạo sĩ nút hồ lô lại, bỏ vào đẫy. Mọi người nhìn tấm da, lông mày, con mắt, chân tay không thiếu gì cả. Đạo sĩ cuộn lại, tiếng kêu như cuộn trục chanh, cũng bỏ vào trong đáy rồi từ biệt toan đi. Trần Thị đón vái trước cửa, khóc xin làm phép hồi sinh cho chồng. Đạo sĩ từ chối, không thể làm được. Trần Thị càng thảm thiết, quỳ rạp trên đất không dậy. Đạo sĩ nghĩ ngợi rồi nói: "Phép thuật của ta còn nông cạn, thực không thể làm người chết sống lại được. Ta trỏ giúp một người, may ra có thể làm điều đó. Đến cầu xin tất là có kết quả." Hỏi người nào? Đáp: "Trong chợ có một người điên, thường nằm trên đống phân. Thử đến mà kêu xin với ông ta xem. Nhưng dù có buông tuồng làm nhục phu nhân cũng chớ có tức giận." Chàng hai cũng đã biết người điên đó, bèn từ biệt đạo sĩ rồi cùng chị dâu đi tìm. Thấy người ăn mày rồ dại ca hát trên đường, mũi dãi lòng thòng, bẩn thỉu quá không thể gần được. Trần Thị lết đầu gối đến trước mặt người ăn mày, cười nói: "Người đẹp yêu ta chăng?" Trần Thị kể nguyên do thì lại cười lớn nói: "Ai cũng là chồng được cả, làm sống lại làm gì?" Trần Thị cố kêu van, bèn nói: "Kỳ thay, người chết mà lại nhờ ta làm sống lại được. Ta là Diêm Vương hay sao?" Tức giận, lấy gậy đánh Trần Thị. Trần Thị nhẫn nhục, cố chịu đau. Người trong chợ dần dần đổ đến xem, chật như bức tường. Người ăn mày khạc đờm ra đầy bàn tay, đưa tới trước Trần Thị nói: "Ăn đi." Trần Thị đỏ bừng mặt, có vẻ ái ngại, lại nghĩ đến lời đạo sĩ dặn, liền cố liều nuốt. Thấy bãi đờm trong cổ họng cứng như túm lông, cố nuốt thì nghẹn nghẹn mà trôi xuống, rồi dừng lại ở quãng ngực. Người hành khất cười lớn nói: "Người đẹp quả yêu ta thay." Liền đứng dậy đi, chẳng ngoảnh lại nữa. Bước theo sau, thấy vào trong miếu, cố đuổi kịp để kêu nài nữa thì không biết đã đi đâu mất. Tìm trước tìm sau không thấy tăm hơi đâu cả, vừa thẹn vừa giận mà trở về. Đã thương chồng chết thảm, lại hối vì nỗi nhục ăn bãi đờm, nàng ôm mặt ngồi khóc, chỉ muốn chết ngay. Đường toàn gạt máu liệm thây chồng, người nhà cứ đứng nhìn, không ai dám đến gần. Trần Thị ôm lấy thây chồng, nhặt mớ ruột, vừa xếp lại vừa khóc. Khóc đến lúc khản cả tiếng, bỗng buồn nôn, thấy cái vật kết trong ngực trôi tuột ra. Chưa kịp quay đầu lại, nó đã rơi vào trong ngực người chết. Kinh hãi nhìn kỹ thì ra, đó là quả tim người, vẫn đang nhảy thon thót trong ngực, hơi nóng bốc lên như khói. Lấy làm lạ, vội đưa hai tay khép bụng chồng lại, hết sức giữ chặt lấy. Hơi nới tay thì khí nóng từ khoang bụng lại tỏa ra, mới xé lụa vội buộc chặt lại. Sờ tay vào thây chồng, dần dần ấm lại, bèn lấy chăn đắp lên. Nửa đêm mở ra xem, thấy mũi có hơi thở, đến sáng thì sống hẳn. Chồng kể lại, hoảng hốt như nằm mơ, chỉ thấy bụng còn đau lâm dâm. Xem chỗ bị xé rách, thấy đống vẩy to bằng đồng tiền. Sau dần dần khỏi.